không có hay. Lên tới chợ không trời, anh đứng anh zoom lên cái ghi thấy không? Ôi trời, anh mà lên tới trên đó là xỉu luôn. Anh zoom lên đi, nếu mà lên thấy tuốt trên đó là hay. Thấy cái quy bên tay phải không? Rồi ở giữa là chùa, duyên cho có chùa. Đây là công trình đang thi công, đang làm công trình đang thi công, làm cáp treo lên trên đỉnh luôn đó, lên tới trên tốt trên kia luôn, cáp treo lên tới trên này tương lai. Cột xanh xanh đi lên tới trên này. Đó, lên đây, cắt chè lên đây đó. Cái chinh đang trúng nắng ở dưới gốc cây xanh. Phía trước là nhà đang làm
chạm cáp treo lên tới đỉnh núi. Núi Ba Đen. Giỡn vui á. Ngồi bên đây sáng sáng không? Chỗ này có hả? Rồi ok. Cơm gì vậy? Cái gì đặc biệt? Tắt máy cái ra. Đây anh Thạch đang ở trong quán cơm nhưng mà gần. Bye bye.
tiếng.